Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 3, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã có buổi kiểm tra, khảo sát một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại thành phố Hà Giang. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Giang có 18 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung là 16 công trình, một giếng khoan, một trạm bơm xử lý thành hệ thống nước sạch. Tuy nhiên, một số công trình cấp nước sinh hoạt hiện không hoạt động hoặc đang hoạt động nhưng không hiệu quả, qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu thành phố Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí tầm quan trọng của nước sạch đối với cuộc sống con người, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước cũng như việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa các hoạt động gây ô nhiễm nước kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Địa phương thực hiện thống kê các công trình hư hỏng không hoạt động để thanh lý theo đúng quy định. Đối với các công trình có nguồn nước đang hoạt động nhưng hệ thống đường ống dẫn nước bị xuống cấp, hư hỏng, thành phố phối hợp với sở ngành chuyên môn và các đơn vị liên quan giả soát, thống kê, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.